đâu, nhớ không biết. Đấy rồi. Quay đâu anh ơi. Này. Làm gì mà ngó nghiêng gì đấy. Kệ tôi, hỏng hết việc hay của tôi bây giờ đấy. Sao lại kệ? Này, anh có biết không? Chiều náo đầu tôi ngồi trước cổng thiên đình để hong tóc, mắt nhìn theo bầy thiên nga, lòng tự hỏi đến bao giờ mới gặp được soái ca. Ồ, có liên quan. Liên quan quá ấy. Ấy vậy mà cho hôm nay tôi gặp được soái ca gì đấy. Thôi, bà có biết sắp đến giờ rồi không? Mà giờ này ở đây vẫn còn soái với cả ca. Ở dưới kia hàng 30.000 người đang đợi cho chị của ta lên sóng thế này. Tôi biết rồi, đúng mà tôi còn đang bận thưởng thức cái đẹp đã. Mà bỏ cái thử thách này, thử thưởng cái nhầm bà đi. Thôi được rồi, để đấy tôi gọi là được cái gì. Mà thôi, tôi bảo này, thời buổi 4.0 rồi, wifi trên thiên đình mình thì căng lên như này. Tôi mới thành lập cái Zalo nhóm nhá, nhắn tin một khi thôi, các táo thì biết hết đấy. Cái này hay đấy. Để đấy tôi nhắn cho mà xem đây này. Đã lên đến nơi chưa các F1 gửi. Đấy, thấy chưa? Hay nhở. Có một người xem này. Chị Ấn và tôi về đây. Thôi, đi vào chú ý đi. Sao đến giờ đến nơi rồi. Thôi, anh cứ vào trước đi. Đi vào. Cần gì kể tôi phải tin đã. Sắp đến giờ rồi. Alo. Bà này đúng là vô trách nhiệm. Ừ, bà tổ chức luôn rồi.
Đâu rồi? À, tôi chắc thấy đâu rồi. Vừa nó đi xong. Tôi nhìn kiểu ui rồi. Ui cá thế. Ui cái cá. Ui rồi ôi. Sẽ đùa trong độ cao đấy. Đặt bà đi đâu vậy đấy. Ui rồi ôi, phá ra chanh đẹp muốn động thôi mất hết cá nước rồi. Giờ này nãy muốn cái gì chả động. Cái gì cũng phải thấp phải tháo này thế. Bà ra đây. Thằng lôi nó lên trước từ bao giờ? Bà không thông báo gì cho anh em à? Nơi nào? Nơi này, nơi nào? Đấy. Cái nào kia thôi. Bà giải thích đi. Nó lên chức tâu bao giờ mà bà cũng thông báo gì cho anh ạ? Ô mày, tôi tổ chức lấy hạ giới liên quan gì đến thiên đình, làm sao mà tôi biết được. Này, chắc là lại học bài mà. Thích thì cho kiểm số đi năng suất, đứng lên làm quản lý luôn. Cái gì? Bà sổ xiên cái gì? Bà thích sổ xiên cái gì? Thế là sổ xiên cũng đúng à? Thích thì cho lên làm quản lý, không thích thì lại cho xuống. Bà chẳng hiểu cái gì sắt. Đấy, người ta gọi là linh hoạt trong cách quản lý. Được thì cho lên, không được thì cho xuống. Mất gì ngân sách của thiên đình. Lính tiếc kẻ với bà. Bà cứ đi lo việc không có lướt kìa. Gặp nhau là cãi nhau, gặp nhau là bổ nhau rồi. Đi 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 ra đây. Đúng này, đàn bà. Làm được cái trò này. Thôi ra đây hành mình giờ chị. Sao thế? Hành. Thôi mới lên chức à? Hạnh chúc mừng nôi nghe nào. Thật ra thật đấy. Tình hình nôi lên chức người bỏ nộp ăn hết thiên đình. Thì tình hình có thao với chị em tôi không? Thao đi. Thao cái gì? Hôm nay mới ai sống thưởng còn chưa được nhận. Quần áo đang tả tơi đấy. Áo kia thì chém đi. Đúng là loại bắt buộc chảy nhà nước. Ui cái gì đấy? Chuông gì mà nhặt lên đấy? Tránh xa, tránh xa, tránh xa. Ôi, cái gì vậy? Còn lên trẻ đấy à? Cái đời nó muộn thế. Nào đấy? Nào đấy? Bà này nhiều quá cơ. Cho cô, một cây bàn non xô sâu chi nhé. Nói hơi ui. Trên thiên đình có thằng nôi các cổng chỉ nghiêm nghiêm người nhà và dân chúng dưới hạ giới các táo thì nó hông hách không cuồng không được mở phải bẩm báo đại hoàng thôi. Đúng này các táo. Thế đã nói xong chưa? Rồi các táo có biết là cả cái thiên đình này có một mình nôi ta quản lý đầu ra và đầu vào không? Ai chẳng biết. Thế đứng đây hết tờ chào được vào nhé. Chứ không thể thôi không với nền mặt tình thật này nôi. Úi giời chưa? Thì đây. Mày cá thì hạ giới à? Cầm mẹ hạ giới phải tiêu nhá. Đấy, tôi đã bảo rồi tổ chức bao nhiêu lần. Đi đâu thì đi, nhớ mang những nhiều nhiều đến ngân sách trên tiêu dưới tiêu được cũng là. Rồi. Lại ra. Hoạch lại giờ rồi tiếp bao nữa. Thế rồi biết rồi này. Báo kế hoạch, ai chẳng biết. Thế tôi kế hoạch quá. Tôi kiếm tiền cho cả cái tiên tình cả cái hạ giới này. Tiền thì hoạch tôi nhớ gì. Sao? Đây đủ chưa thôi. Úi dạ. 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 Được rồi. Rồi. Ôi bây giờ thì bà cái táo vào chồng vậy. Thích thằng bà vào. Thôi được rồi. Ui 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 ui. Tao thế. Trời ơi. Mày bị lôi nha. Mày nhận tiền của các chị. Mày không mở cửa cho các chị à? Mới vào đâu rồi. Mà mày làm thế này, con tôn con đẩu thế này. Rơi hết tùm quen tùm em đây mày. Thì phải chết đâu á. Phải chết các táo thông cảm. Thời buổi này 1 mét vuông đến tận 500 tạng ăn trộm, tôi quên không mở cửa cho tình là cái chuyện bình thường. Sao không phải nói tao mà? Rồi bây giờ thì tôi mở cửa, tôi táo vào được chưa? Đúng rồi. Cái việc gì? Thôi được rồi, mời cho táo vào. Mày đi trước, mày vào trước đi. Thôi đi được rồi, vào đi, tiền lấy rồi, vào đi tiếp đi. Tí thằng nó bắt gặp mặt, lần đầu mãi mới gặp ngọc
hoặc ấy. Nó là hơi nặng nhưng mà thấy cho nó cũng nghiêm chỉnh nữa. Bắt đi nó nặng rồi. Rồi đó ôi. Được mấy đồng của anh các chị. Cái gì? Dọn cá thế này. Ô cơ mà. Nhìn qua đi chưa? Quả này còn tiếp một đồ ăn dưa. Dân ông Hoàng mới ra còn thưởng cái gì cô. Thời 4.0 về thiên đình nhưng mà điện ừ. Có kém thế. Mấy em âm thanh ánh sáng thiên đình đâu hết rồi. Chán thật đi. Bắt đi ăn. Hoành tráng thế. Tráng thế. Hai bà nhìn hoành tráng thế. Hoành tráng thế. Đi rồi. Mà nam giả bắt đầu đi đâu hết rồi nhỉ. Ừ. Đi là đi cách trước cùng anh ôi cách trước rồi. Ôi trời ơi. Ăn bối rộng nhiều. Không phải. Chắc phóng xe gần đầu xe đường giao thông quá rồi. Thế à? Thiên đình năm nay đi à? Này các táo, thế các thí sinh đến đâu hết rồi? Yên tâm, các em đã ở hết bên ngoài đi rồi. Chỉ cần đợi Lam Tàu bắt đầu hô một câu là các em xông đếp cả vào thôi. Yên tâm thế. Ừ, mà năm nay em đi chức táo tài năng là về đội của chức tôi rồi đây này. Thôi. Nè, mà thiên đình mình năm nay hoành tráng gì? Tổ chức hẳn cái chương trình Việt Nam à thiên đình quốc thế đừng cho anh em mình tháo hồ mà cùng vẫy đấy. Này tao tao có gì? Chuyện. Đừng nhắc cho chị Hiền nhá. Đừng nhắc cho chị Hiền nhá. Này, nhìn thằng này đầu chân pháp gì đấy mà cũng 27.000 đô mà cũng thi thôi đấy. Làm gì cái cửa? Tôi bảo tôi mới đi du lịch với Đức ý. Ôi thế cơ. Ừ, tiền nong thì không có nhưng mà chắc bóp mua cho đậu thôi là khỏi phấn hàn thế này. Đấy. Nhìn biết chưa? Cái gì ấy? Làm cái gì ấy? Làm gì ấy? Làm gì? Làm cái gì đâu? Chẳng có gì cả. Mặt xong chưa? Xong rồi. Mà thôi, tao với đậu phổ biến một ít thể lệ chương trình đi cho chúng tôi còn biết. Thôi được rồi. Kính thưa quý vị khán giả cùng các táo thân mến, với mục tiêu tôn vinh và tìm kiếm táo tài lạc nhất thiên đình, dạ, đồng thời khuấy động phong trào văn hóa văn nghệ, Ngọc Hoàng đã khuyến khích các táo tham dự chương trình thiên đình God Talent. Vâng, với khả năng quay lén và mức độ tương tác khá tốt của các táo đây thì vòng sơ loại đã kết thúc thành công rất là tốt đẹp. Vâng, và hôm nay vòng chiến đấu xem hướng hẹn diễn ra đầy lửa cho các táo. Chúng tôi xin thông báo thể lệ chương trình như sau. Mỗi táo sẽ có 2 tiết mục dự thi. Tiết mục của táo nào đạt giải nhất, táo đó sẽ được tôn vinh làm táo huấn luyện tài năng. Cố nhắn tin đi. Ngoài ra, để tôn vinh các nhân tố đem lại sự vinh dự cho các táo. Này, đây có tí 5 phút nữa còn gọi lại. Và chúng tôi có giải thưởng như sau. Đó là 1 giải nhất, 1 giải nhì và 4 giải ba. Vâng, tối. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, mời quý vị khán giả cùng các táo thưởng thức tiết mục đầu tiên mang điệu nhảy Flamingo của số Bá Thanh. 18 thí sinh Đào Thị Ngọc Huyền thuộc đội táo sản xuất. Mọi người nhớ định cho bạn con số này 018 thuộc đội táo sản xuất nhá. Ơi. Ơi. Ôi. Đây bây giờ về đây. Mày đang đâu rồi? Các em chân dài. Ờ, tầm 15 phút nữa nhá, anh về đến chỗ thằng cái sàn có bà già nhá. Nhá, 15 phút nữa nhá. Thằng Hiển là ok, tí vào đấy nhá. Ok nhá. Này, sản xuất này. Cơm